Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ Thiêm dân sống bờ hè, Đảng xây nhà hát. Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm vào hôm 19 tháng 11 năm 2020 nói đã có báo cáo số 917 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Trong đó, ông Nguyễn Thế Minh, trưởng ban quản lý dự án cho biết vào năm 2021 sẽ giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến tạm cư, tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho tân bí thư Nguyễn Văn Nên. Sự thay đổi này liệu có đem lại hy vọng gì cho người dân Thủ Thiêm sau 20 năm chờ đợi hay không? Thủ Thiêm, sự thất hứa của cả hệ thống chính trị. Trong suốt hơn 2 năm nay, lần lượt các lãnh đạo thành phố hứa giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm trong nhiệm kỳ này. Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên bí thư thành phố, hứa sẽ đền bù cho người dân trước tháng 9 năm 2019. Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm thông báo sẽ hoàn thành bồi thường trong tháng 9 năm 2020. Mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lại tiếp tục tuyên bố sẽ giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm trước tháng 6 năm 2021. Nhưng tất cả lời nói của những người trong bộ máy lãnh đạo thành phố đều chưa thực hiện được. Bà Nguyễn Thị Dương, người theo sát và đòi quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm nói rằng di sản mà ông Nguyễn Thiện Nhân để lại là sự thất hứa và bất lực của cả một hệ thống chính trị và lãnh đạo. Tôi thấy đây là sự bất lực của ông Nhân và không hẳn chỉ đọt mình ông Nhân. Thứ nhất, ở khu vực ở Thủ Thiêm, khi mà được chính quyền công nhận ngoài danh khu 4,3 ha thì vẫn không được giải quyết một cách rốt ráo theo nguyện vọng của người dân, theo thực tế. Tức là mức giá để ra vẫn thấp hơn so với mức giá thị trường rất nhiều và nó có nhiều khúc mắc trong chính khu vực 4,3 ha này, dù đã được công nhận là ngoài danh. Cả hai bên vẫn chưa có bất kỳ một cuộc trao đổi pháp lý nào rõ ràng, song phẳng và minh bạch. Và với một hệ thống truyền thông thông tin chưa được chính xác ở trong nước thì rất khó có thể phân định được rằng vấn đề pháp lý này là dân đúng hay chính quyền đúng. Mà còn một vấn đề nữa là khu vực 160 hectare tái định cư của người dân Thủ Thiêm bị mất. Với số đất đó và với cái giá thị trường hiện nay thì làm sao để trả lại được đất cho người dân? Cho nên tôi nhìn nhận nó không phải chỉ là sự thất hứa của ông Nhân mà đây là sự bất lực của ông ấy và là sự thất hứa của cả một hệ thống. Và người dân Thủ Thiêm vẫn tiếp tục mòn mỏi ra Trung ương khiếu kiện. Đây là hình ảnh ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần hứa sẽ giải quyết cho người dân Thủ Thiêm mỗi khi họp đối thoại dân tiếp xúc cử tri, nhưng nay vẫn chưa có gì tiến triển. Ảnh bên trái là người dân Thủ Thiêm vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 căng băng rôn trên khu đất đã bị chính quyền quận 2 cưỡng chế sai pháp luật. Ông Nguyễn Hồng Quang là một người dân ở Thủ Thiêm cho biết hiện nay hàng chục người dân Thủ Thiêm đang đội đơn ra Hà Nội khiếu nại khắp các cơ quan công quyền. Lần nào bà con cũng bị cưỡng chế bắt về đồn. Người dân bây giờ vẫn đang ở Hà Nội. Họ đi xe ôm để lên nhà ông Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vượng, rồi văn phòng Thủ tướng sáng nay vẫn còn bị lùa lên xe. Họ kêu gào, khóc lóc, cầu cứu. Ông Quang nói rằng tất cả những gì ông Nhân để lại cho người dân Thủ Thiêm không có gì ngoài những lời hứa. Cho đến thời điểm anh Nhân về hưu thì không có vấn đề gì xảy ra cả ngoài những lời hứa. Hết người này đến người khác. Ở trên Trung ương đá banh về thành phố, rồi thành phố đá xuống Ủy ban quận 2, rồi Chủ tịch quận 2 cũng bác đơn hết. Không có một giải quyết nào, một cái giải trình cụ thể nào, chỉ có họp tiếp xúc, báo chí đưa tin, người dân đưa lên công nhận, rồi phóng viên viết bài, chứ không có một giải quyết cụ thể nào, thiệt thầm cả. Mấy chục năm qua rồi, họ ghi nhận, họ hứa sẽ báo cáo lên Thủ tướng, Quốc hội, báo cáo lên cấp trên, tiếp xúc cử tri, cũng ghi nhận, thông cảm, chia sẻ, cũng đau buồn, nhận lỗi, rồi cũng đâu vào đó. Bà Lung, một dân oan Thủ Thiêm, người đã từng theo đoàn dân oan ra Hà Nội khiếu kiện ở Trung ương về những sai phạm và sai trái ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi trả lời Đài Á Châu Tự Do vào hôm 20 tháng 11 năm 2020 cho biết, bà không chắc chắn năm 2021 chính phủ sẽ giải quyết xong. Bà nói, tin thì tôi không tin lắm, nhưng cũng cầu xin ơn trên cho bà con Thủ Thiêm mau sớm được giải quyết, còn tin thì tôi không tin. Cũng chưa có gì khả quan lắm, nói thì họ nói hoài, giờ chỉ có bên thanh tra chính phủ, văn phòng chính phủ, ban tiếp dân Trung ương
thì mình còn nghĩ về bên đó họ có tâm mà họ giải quyết thôi, chứ còn thành phố thì không tin nữa. Khi nào thay đổi người mới thì họa may. Đây là hình ảnh hàng chục người dân mỗi khi được mời phát biểu ý kiến đều bật khóc đau khổ vì cảnh sống tạm bợ khốn khó suốt 20 năm qua. Nhưng chính quyền vẫn cứ im lặng và đến nay vẫn chỉ là những lời hứa vô thưởng vô phạt. Vị này nói tiếp, cũng mong như vậy thôi, chứ mình ra ngoài đó, tức là Hà Nội, thì ở trong này họ đưa người ra động viên này kia, nhưng bà con chúng tôi chỉ tin tưởng ban tiếp dân trung ương, thấy ông này có tâm giúp bà con, nói có tình có lý thì mình cũng nghe để đi về, chứ thành phố ra không nhằm nhỏ gì với tụi tôi hết. Nếu tôi còn tiền là còn ở nữa, tại vì đi hết tiền rồi. Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Để xây dựng khu đô thị mới này, thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. Hơn 14.000 hộ dân với hơn 60.000 người đã mất nhà cửa, nên gần 20 năm qua khiếu kiện do mức bồi thường không thỏa đáng. Ông Cao Thăng Ca, một dân oan Thủ Thiêm, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 20 tháng 11 năm 2020, cho biết dân oan Thủ Thiêm không có một hy vọng gì. Ông nói, ban quản lý dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, họ chỉ quản lý các dự án chứ không liên can gì đến dân hết trơn. Mà họ nói kiểu đó là cái kiểu cần coi trọng dự án của họ thôi, còn nhân dân thì bỏ qua một bên. Họ nói 160 hectare đất tái định cư của dân, trong khi chính họ đã làm mất 160 hectare đó. 160 hectare đất tái định cư trong phạm vi 5 phường thì họ chia cho 64 dự án bán chia với nhau, thì còn đâu mà xin chính phủ. Họ còn thòng thêm một câu là sau khi có ý kiến kết luận rồi thì sẽ đề nghị chính phủ cho sử dụng biện pháp cưỡng chế hành chính. Đúng là họ không cần biết đến dân, chỉ cần tiền bỏ vô túi, dân sống chết mặc bày. Trong báo cáo vào hôm 19 tháng 11, Ban Quản lý Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm cho biết năm 2021 sẽ phối hợp thực hiện các nội dung kiến nghị kết luận liên quan khi có kết quả kiểm tra 160 hectare đất tái định cư của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đình Đệ cũng là một dân oan Thủ Thiêm, khi nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 20 tháng 11 năm 2020 cũng cho rằng chính quyền không thể giải quyết xong trong năm 2021 vì nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã tự ý thay đổi nhiều nội dung trong quyết định 367 của chính phủ. Vị này nói tiếp, tôi nghĩ sẽ không làm được vì họ vướng víu rất là nhiều, vì muốn giải quyết vấn đề Thủ Thiêm thì phải dựa trên quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ thì mới giải quyết được. Chứ còn họ cứ dựa trên quyết định 1997 là hoàn toàn sai. Đây là hình ảnh dự án xây nhà hát, giao hưởng, nhạc và vũ kịch với kinh phí lên tới 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm, khiến cho dư luận ngao ngán nhưng vẫn được duyệt và đang triển khai. Dân Thủ Thiêm nói cảm thấy như bị sắt muối trên những vết thương của họ. Nên bây giờ tất cả chỉ thị, quyết định đều dựa trên quyết định 1997 để giải quyết cho bà con, mà bản thân quyết định này đã sai. Chính vì vậy mới nói 2021 mà giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm là không bao giờ được. Đơn giản là vì sai phạm như vậy thì không giải quyết được thì làm sao giải quyết được năm 2021 mà họ cứ dựa vào quyết định cực kỳ sai lầm của Lê Thanh Hải ký năm 1997. 20 năm nay rồi họ cứ né tránh và đưa quyết định 1997 ra đền bù, nó không hợp lý. 20 năm rồi nó giải quyết được cái gì đâu. Và vào tháng 1 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì những sai phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy mà đứng đầu là ông Lê Thanh Hải đã thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội. Ngoài ra, một số lãnh đạo cấp cao khác của Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định có sai phạm là cựu Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang, ông Lê Hoàng Quân, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và ông Vũ Hùng Việt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào năm 1996, khi đó là ông Võ Văn Kiệt, đã ban hành quyết định 367 với các nội dung chính như sau. Quy mô lập diện tích xây quy hoạch là 930 ha, trong đó khu đô thị mới là 770 ha và quy mô tái định cư là 160 ha. Đây là hình ảnh
bản đồ gốc quy hoạch 1/5.000 khu đô thị Thủ Thiêm vào hồi năm 2018 bỗng nhiên dùm beng trên báo là bị mất tích và đến nay vẫn chưa ai tìm thấy và vẫn chưa thấy ai bị truy tố trách nhiệm. Thời điểm này, Thủ Thiêm vẫn thuộc huyện Thủ Đức, chưa thuộc quận 2 như hiện nay. Khu đô thị Thủ Thiêm chỉ cách trung tâm Sài Gòn chỉ một con sông, nơi mỗi mét vuông đất có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo chí trong nước, mức đền bù chỉ hơn 18 triệu đồng mỗi mét vuông vào năm 2009 được cho là không hợp lý, vì chủ đầu tư có đất đã bán lại với giá tới 350 triệu đồng khi đó. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần đối thoại với người dân Thủ Thiêm, tuy nhiên đến nay, người dân Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Mới nhất là thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào ngày 27 tháng 11 tới đây. Ông Cao Thăng Ca cho biết thêm, họ nói 27 tháng 11 này dự kiến sẽ đối thoại với dân, nhưng thành phố Hồ Chí Minh lại coi thường chính phủ, ra thông báo sẽ tổ chức đối thoại dự kiến vào ngày 27 tháng 11 và yêu cầu chính phủ phải thực hiện, chuyện đó là chéo ngoe. Trong khi đó, Thủ tướng đã giao cho Tổng Thanh tra Chính phủ phải chủ trì cuộc đối thoại, mà chỉ có Thanh tra Chính phủ mới được quyền thông báo ngày giờ đối thoại, mới được quyền gửi giấy mời, triệu tập nhân dân và các ban ngành, đoàn thể ở thành phố Hồ Chí Minh có liên quan. Mà thành phố Hồ Chí Minh bảo họ có quyền, họ không coi ai ra gì hết. Ông nhấn mạnh thêm, chúng tôi chỉ còn sự căm thù và khinh bỉ thôi, tại vì họ là những người không tuân thủ pháp luật, không theo chủ trương của Đảng, họ chỉ biết lợi nhuận, chia chác với nhau thôi. Chúng tôi yêu cầu phải khởi tố vụ án thì mới giải quyết được vụ Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh cảnh sống cơ hàn tạm bợ của hàng trăm người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm qua. Dưới góc nhìn của người am hiểu về luật pháp, luật sư Phạm Công Út đã đưa ra nhận định với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 20 tháng 11 năm 2020 về vấn đề này như sau. Cái đó mình hy vọng thôi, vì họ đã hứa với người dân Thủ Thiêm nhiều năm rồi, nhất là gần đây, Bí thư Thành ủy cũng đã hứa những mốc thời điểm nhưng cũng đã cán mốc hết rồi, nhưng tất cả đều im lặng. Bây giờ họ lại đưa ra một mốc mới nữa, chỉ còn hy vọng thôi, chỉ có lẽ người dân Thủ Thiêm, người ta sẽ không tin. Mà giải quyết Thủ Thiêm còn có những ngôi nhà, người dân bị mất sạch, đất đai bị thâu tóm, nằm ngoài ranh giới quy hoạch, người ta kiện ra tòa, tòa xử dân thua, mặc dù bây giờ kết luận chính quyền sai. Như vậy, giải quyết thì bản án đã có hiệu lực, giải quyết lại thì phải giải quyết vấn đề pháp lý. Vì có người họ không muốn nhận tiền mà muốn ở lại Thủ Thiêm thì phải giải quyết như thế nào đây? Họ yêu cầu trả lại đất và bồi thường tài sản trong khi tòa đã tuyên chính quyền thắng. Như vậy, ngoài hậu quả thực tiễn còn hậu quả pháp lý nữa, phải xử như thế nào? Những người ra bản án như vậy có bị xem là trái pháp luật hay không? Và hành chính thì thấy sai, còn về mặt tố tụng thì tòa có thấy cái sai của mình hay không? Luật sư Phạm Công Út cho rằng phải giải quyết triệt để về tư pháp, vì đó là những bản án oan làm cho người dân bị mất đất. Như vậy, nói năm 2021 giải quyết xong vấn đề Thủ Thiêm thì đó chỉ là điều mơ ước. Vì luật sư Phạm Công Út cho rằng ông ấy thấy có rất nhiều rào cản khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020 với bản tin Thủ Thiêm dân sống bờ hè, Đảng xây nhà hát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.